Còn về tình hình thời tiết thì từ chiều tối nay Bắc Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng đi kèm những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Đợt mưa này sẽ kéo dài hơn một ngày, từ chiều tối nay đến hết ngày mai, mưa vừa mưa to xảy ra trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120 mm. Khả năng cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ. Bà con sinh sống ở khu vực sườn núi hay gần sông suối cần quan sát các dấu hiệu như âm thanh đất đá va vào nhau, cành cây gãy với âm lượng tăng dần, nước sông suối từ trong chuyển sang màu đục, cần chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm và thông báo cho những người xung quanh biết.